Chào quý cô chú anh chị của kênh Khám Phá Miền Quê. Thì hôm nay Thảo trở lại thăm ông bà với bé Linh. Bé Linh là cái trường hợp mà hôm bữa Thảo có quay video á, thì ông bà đi lượm ve chai, bà bán chổi thì nuôi cháu một cô vậy đó, là bé Linh đó. Thì hôm nay cũng được sự thương tình của quý cô chú anh chị nhà hảo tâm thì có giúp đỡ cho gia đình một ít tiền, thì Thảo ghé lại thăm rồi trả tiền cho ông bà để ông bà có tiền để lo cho bé Linh đi học. Dạ bà ơi, hôm nay con ghé thăm gia đình đó, thì con có mang đến cái số tiền của nhà hảo tâm giúp cho gia đình đó, để cho bé Linh có tiền để mà đóng học phí rồi đi học. Thì đây bây giờ con hỏi thăm bé Linh chút xíu đã, rồi con đọc tên rồi con gửi tiền cho bà nha. Linh hôm nay là đi học lại rồi đó hả? Sau tới mấy tháng nghỉ luôn đúng không? Lâu lắm luôn rồi. Lâu lắm luôn rồi hả? Hôm nay là cả trường đi học hết chưa? Dạ, như cả trường luôn rồi. À vậy hả? Dạ. Rồi buổi đầu đi học chắc có gì vui không? Dạ, cũng không. Tại vô con học có 3 tiết con về. À vậy hả? Dạ. Linh học buổi sáng hả? Dạ, con học buổi sáng. Rồi chú Thảo hỏi cái là con mua sách vở có hết chưa? Dạ, con mua rồi nhưng mà nó còn bị thiếu. À vậy Tại hả? kiểu cái bộ bây giờ bộ nó hết rồi, con giờ phải mua riêng lẻ bây giờ nó bị thiếu 3 cuốn rồi, định chiều nay con đi kiếm con mua. À, sách gì thiếu sách gì lắm? Dạ, như ngữ văn, địa lý với lại hóa học. À thiếu 3 cuốn sách đó hả? Dạ. Thì nếu mà ví dụ có thì mượn bạn học cũng tạm được đó. Dạ, được. Rồi con mua hết đồ đạc hết chưa? Dạ rồi, áo dài con đang may, tại áo dài phải đợi người ta. Áo dài thì đang may, giày thì mua rồi ha. Dạ, giày con Ba mua ba rồi. lô mua chưa? Dạ rồi luôn. Vậy thôi, vậy là đầy đủ hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thôi là mừng, cố gắng học nha. Dạ. Bà ơi, con hỏi thăm bà cái nữa này, có một cái cô ở trên Hóc Môn á, cô là giáo viên, mà cô nói là thấy hoàn cảnh của ông bà với bé Linh thì cô thương lắm, thì cô có cái nhà ý là muốn đón bà với ông với bé Linh lên đó để mà giúp đỡ cho bà, với ông ở không có lấy tiền trọ, rồi còn cô giúp đỡ cho bé Linh để bé Linh đi học tới nơi tới chốn vậy đó. Thì không biết ý kiến của bà sao? Chắc đi không được đâu, tại vì ở đây nè tôi còn 3 đứa cháu ngoại nữa, Dạ. ở đó xa quá nó không đi lên đi xuống được. Dạ. 3 đứa đó thì mẹ nó mất mà ba nó khùng khùng điên điên Bà nói ở Bình Chánh á hả? à, mình tránh Dạ, sao bà nói là cái cháu đó là ở bên nội, thì nội lên đó. bên nội nó thì cái quê nhà có cái quê hương của bà nội nó đó, nhưng Dạ. mà mẹ nó chết, ba nó chết, ông nội bà nội cũng chết, chân ba nó còn sống, mẹ nó chết À nè, vậy. hình mẹ nó đang thờ nè Dạ. đó. Rồi là bây giờ Dẹp ba. tôi đi thì nó tội nghiệp mấy đứa cháu không thăm đâu biết đường đâu đi, À vậy là mấy bé đó giờ ở đâu bà? ở dưới Bình Chánh với bà với ba nó dưới á, À vậy hả? nhưng mà tụi nó dưới thì có nhà có cửa của bà nội nó để lại Dạ. đó. À vậy là bà phải ở đây rồi lâu lâu coi ngó nó vậy Ngó ha. nó lâu lâu có chạy về dưới Dạ thì đó. đó, thì giống như là nhà hảo tâm người ta Dạ thì có tôi cái cảm tấm ơn, lòng á. dạ cảm ơn bà đó nhiều lắm. Dạ. Dạ thôi được rồi ông. Dạ ông ăn cơm đi. Dạ tại ông đang ăn cơm á thì. Con nói là thay lời lại bà cảm ơn cô nhiều lắm, Dạ. bà cũng muốn sự giúp đỡ vậy thôi, nhưng mà Dạ. kẹt lắm, ở xa lắm, tối cháu đi không có thể nào được hết, còn 3 đứa dưới thí dụ nó lỡ có gì nó đâu biết đường đi, ở Bình Chánh nó lên đây thì gần, còn Dạ. đó đâu biết đường đi xe lên đó đâu. Dạ thì đó, thì cô nói vậy đấy, tại cô có xin số điện thoại của bé Linh thì con có cho mà không Dạ biết cô dạ gọi đúng sao rồi. không được á. Dạ. Bây giờ có ai gọi cho bé Linh không? Dạ có, được ngoại nằm bệnh viện cô có điện, cô có nói gì đó con cũng nghe, nhưng mà ngoại tôi không đi được. À là ngoài đã từ chối rồi hả? Dạ. À rồi vậy thì thôi, thì cái đó là cái tấm lòng của cô, nhưng Dạ cô mà tốt, mừng lắm. dạ thì cô nói lên đó là cô dạy dỗ thêm cho bé Linh để cho rồi chuyển trường lên cho bé Linh đi học. À cổ được 78 tuổi, Dạ lớn vậy hơn hả? tôi 78-7 tuổi. Dạ. À, Thôi vậy thì bà cũng có nguyện vọng ở lại đây thì thôi cũng dành được, ở đây xưa giờ rồi thì cũng được rồi. ở đây người ta ai cũng thương hết trơn, Dạ, hàng xóm láng giềng ở đây ở lâu ai rồi. cũng thương, 18 năm ở đây rồi ai cũng cưng hết, Dạ. té vậy đó mà người ta ai cũng nói chào từng nghiệp quá trời luôn, ba lục lên cho bà chào tân nhưng mà té Dạ. nó thôi kệ, ở đây ai cũng thương hết trơn, tại cô phường phường khóm rồi người ta cũng thương chứ lắm, Dạ. tại mình nói đi mình đàng hoàng mình không có bậy bạ không gì hết, chỉ lo cho cháu ăn học thôi. Dạ. À rồi vậy thôi thì kết thúc cái câu chuyện ở đây. Thì bây giờ con đọc tên của các cái quý nhà hảo tâm người ta ủng hộ cho gia đình mình á. Đọc xong rồi con đưa tiền cho bà rồi hoặc đưa tiền cho bé Linh ha. Để bé Linh giữ rồi để đi học giúp cho được số tiền là 16 triệu
796.000 là làm tròn thành 16.800.000 á bà. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Đó, con mừng không? Dạ có chứ. Ừ. Rồi có dự được cái số tiền này không vậy? Tới 16 triệu mấy luôn á. Dạ chắc có. Ừ. Rồi ngoại cho ngoại con cất lại. Ừ, cất cái cẩn thận nhé. Ngoại con còn đi khám em này nọ. Ờ. Ừ. Thì để cho ngoài khỏe rồi mai mốt ngoài cũng đi làm thêm rồi kiếm tiền lo cho con. Dạ. Con cũng định là Tết này là con dưới học chừng 2 tuần nữa là con nghỉ rồi. Tại vì thi xong mà cũng nghỉ, con định đi làm ra ngoài chợ á. Làm ngoài chợ hay là hội chợ? Dạ làm ngoài chợ, kiểu người ta bán mứt kẹo Tết được á. Người ta có nhận con cũng đi làm. À vậy hả? Dạ. Năm nào cũng đi vậy. À là con bán ở chợ nào? Dạ chợ Phú Lâm nè. À chợ Phú Lâm mà gần biết, thì được. Dạ đúng rồi, mà không biết năm nay ta có muốn không, tại dịch bệnh nè. Ờ, nhưng mọi năm thì con vẫn ra làm hả? Dạ có. Ta bán phù hả? Dạ. Bán thì người ta cho tiền rồi mua sắm Tết hả? Dạ đúng rồi. Ờ vậy cũng được. Thì bây giờ nghỉ Tết chắc cũng lâu, nghỉ Tết chắc 10 ngày ấy, đúng không? 10 dạ, ngày. Dạ năm nay không tới, năm nay tầm không tới 10 ngày đâu. Tại, tại vì nghỉ quá trời dạ, luôn rồi. Dạ đúng rồi, phải vô học gấp rút để còn thi cuối kỳ nữa. À đúng rồi. Dạ. Ừ. Ai kêu con phải không? Không phải. Dạ không, cái bà cùng tên thôi. À vậy hả? Rồi sẽ để chú Thảo mượn cái ghế để đấy. Dạ. Sáng mà mình đọc cái tên cái hả? Đọc tên đây. Dạ đây thì cụ thể là có anh Út Đâu ở Bình Chánh tặng số tiền là 1.500.000 đồng. Dạ. Cô Hoàng Thị Châu ở Củ Chi tặng số tiền 1.000.000 đồng. Dạ. Chị Mỹ Linh và bé Raymond ở Seattle của Mỹ tặng 100 đô là được 2.350.000 đồng. Dạ. Bé Ivy Trần ở Úc tặng số tiền là 3.266.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng ở Bình Dương tặng số tiền là 1.500.000 đồng. Chị Linh Linh Chao ở Thụy Sĩ tặng 1.000.000 đồng. Cô Từ Tâm Hạnh và cô Từ Bi Hoa ở Mỹ tặng 1.180.000 đồng. Và cô chú ở Úc tặng số tiền là 5.000.000 đồng. Tổng cộng với số tiền là 16.796.000 thì con làm tròn thành là 16.800.000. Dạ. Dạ đó. Đây là danh sách của các quý nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình đó bà. Dạ. Dạ. Giờ con cho bà thay thế thôi. Cảm ơn mấy nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình bà, cho cháu ăn học. Dạ. Đến nơi đến chốn bà rất cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Đấy, bây giờ con đưa tiền cho bé Linh bà ha. À, đưa cho bé Linh đi. Rồi, Linh cầm đi rồi, Linh coi có đủ không rồi. Rồi, cảm ơn nhà hảo tâm nha. Con dạ. Con đếm đi cái đảo, con coi giùm chú Thảo đi. 16.800.000 á Linh. Dạ, dạ, đủ rồi. Con đếm sao nhanh dạ, vậy? Dạ, dạ, con. Con đếm lại cho cô chú Thảo coi cái sờ cũng đủ quá nha. Đếm được kịp giùm chú Thảo cái, bỏ cái tờ giấy vàng ra đi. 16.800.000. Dạ đủ. Đủ ha. Dạ. Con đếm mà thiếu là con mất quyền lợi á nha. Dạ. Tại sao chú Thảo xác nhận là con giao đủ cho con rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ con có muốn nói gì không? Dạ con rất là cảm ơn cô chú hảo tâm để giúp gia đình con. Dạ để cho con ăn học. Ừ, rồi cứ cố gắng học nha. Dạ. À, cũng có duyên là có cái chú đó giới thiệu hoàn cảnh của gia đình cho chú Thảo á. Để chú Thảo chia sẻ lên trên kênh Khám Phá Vùng Quê và rất là may mắn là được nhà hảo tâm giúp đỡ. Do có một số tiền thì con để dành chắc là con học được vô đại học luôn đó. Dạ. Nếu mà tiết kiệm ha. Dạ. Ừ, thì bây giờ các cái cơ sở vật chất thì con đầy đủ hết rồi đúng không? Dạ. Con mua sắm hết rồi. Dạ đủ hết trơn rồi. Ừ, rồi tiền cái này thì để dành đóng một phí rồi lo dần dần. Dạ. Rồi ông bà cũng đi làm lo thêm cho Linh. Dạ. Ừ. Rồi bữa nay giờ đăng lên mạng có ai biết con không? Dạ không. Vậy thôi cô cũng cảm ơn con, có chuyện gì cũng nhờ con giúp đỡ cho cô. Dạ. Để cho bà Linh học lên nơi, tại vì không có mẹ có cha cũng tội nghiệp. Dạ, cũng tội nghiệp, ai cũng thương hết á. Bà cho nó học từ lớp 1 cho tới giờ nha, bà cố gắng dễ sợ luôn á. Dạ. Đi học đi bán chổi về rồi bắt đầu cho cháu đi học nè, có bằng khen nè. Dạ. Ai cũng rồi, con học năm nay giấy khen đâu hết rồi. Dạ giấy khen cứ ngoại con dọn nhà, cái ngoại con để đâu, con dọn kiếm không có được, bữa giờ con kiếm không có được. À vậy hả? Dạ. Giấy khen có dọn. Còn cái giấy khen kia là giấy khen cũ hả? Dạ cũ lắm rồi, năm lớp năm cấp 1 rồi, năm cấp 2 con ngoại con giúp dọn nhà nó mất tiêu, con kiếm hoài không có được.
Rồi vậy thôi thì cũng là chúc mừng gia đình, thì cố gắng đi học nha Linh. Bà rồi có đi tái khám lại cái cuộc sống chưa? Có đi khám một chiều đi qua bên đây chích nè. Cho nó đỡ chứ gì hoài chắc chết luôn con. Rồi vậy thôi con chào bà ha. Con chào chú Thảo, chào với Linh nha. Con chào chú Thảo.